một cuộc sống hạnh phúc dành riêng cho bạn đã sẵn sàng. Ngay cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh, tiên phong một chuẩn mực sống mới với tất cả những gì bạn cần chỉ trong một bước chân. Khu dân cư đô thị, khu thương mại dịch vụ, khu trọng điểm y tế sinh học, khu văn hóa giải trí, khu trường học chất lượng cao. Trải nghiệm sống cao cấp với thiết kế sang trọng đầy tinh tế. Đón đầu những cơ hội đầu tư đắt giá. Được phát triển bởi đội ngũ kiến trúc sư hàng đầu. Sở hữu hàng loạt tiện ích đặc quyền dành riêng cho chủ nhân. Quán trực trung tâm rộng hàng nghìn mét vuông. Trung tâm thương mại cao cấp. Hồ sinh thái cho cuộc sống xanh đúng nghĩa. An tâm mỗi ngày với hệ thống bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế. Một nơi an cư hoàn hảo cho cuộc sống kiêu hãnh mỗi ngày. Chào mừng đến ngôi nhà tương lai của bạn.